Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân từ Ukraine có máy bay F-16. Đài Loan cung cấp thêm chi tiết vụ lật thuyền Trung Quốc gây chết người. Mỹ cảnh báo Iran hậu quả nếu chuyển tên lùa đàn đạo cho Nga. Ông Putin ủng hộ ông Biden tái đắc cử, bất chấp bị công kích. Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân khi Ukraine có máy bay F-16. Các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đào tạo phi công Ukraine vận hành F-16 trước đợt chuyển giao máy bay đầu tiên. Khi F đã kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay trong nhiều tháng với lý do cần phải đối phó ưu thế trên không của quân đội Nga. Một cuộc xung đột hạt nhân bùng phát vô tình không phải là thứ có thể loại bỏ. Đó là lý do vì sao tất cả những toan tính xung quanh Ukraine đều nguy hiểm. Trích lời từ ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga hôm 22 tháng 2, Ông cũng lưu ý rằng khi ép muốn có F-16, dù không có cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành chúng, vậy nếu một trong những chiếc máy bay đó cất cánh từ một quốc gia NATO để thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine thì đó sẽ là gì? một cuộc tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo, ông nói. Các quan chức Nga trước đó đã cảnh báo rằng việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ mang lại nhiều vấn đề vì các máy bay này có thể triển khai bom hạt nhân. Ông Medvedev cho biết, cuộc đối đầu của Nga với Mỹ và các đồng minh không đến mức buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn hạt nhân, nhưng ông mô tả nó còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Đồng hồ ngày tận thế đang tích tắc và đã tăng tốc đáng kể, ông nói thêm. Đài Loan cung cấp thêm chi tiết về vụ lật thuyền Trung Quốc gây chết người Lực lượng tuần xuyên Đài Loan ngày 22 tháng 2 cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ lật thuyền Trung Quốc khiến hai người chết sau quá buộc từ Bắc Kinh. Lực lượng tuần xuyên Đài Loan nói rằng một tàu chiến Trung Quốc đã bị lật trong một cuộc giật đuổi đang cố trốn tránh một tàu tuần tra và mất thăng bằng, theo Reuters. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cung cấp chi tiết về vụ việc sau khi Trung Quốc cáo buộc chính quyền Đài Loan tìm cách trốn tránh trách nhiệm và che giấu sự thật về vụ việc khiến hai công dân Trung Quốc thiệt mạng trong tuần trước. Tàu cao tốc chở 4 người bị lật hôm 14 tháng 2 gần quần đảo Kim Môn khi đang bị lực lượng tuần duyên Đài Loan truy đuổi, khiến cho bốn người trên tàu rơi xuống biển, trong đó hai người đã được cứu rồi bị giam giữ tại Kim Môn, hiện do Đài Bắc quản lý, nhưng cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc khoảng 5 km. Mọi người sống sót trên chiếc tàu đã bị tấn công, trong khi Đài Loan khẳng định lực lượng tuần duyên đã tuân thủ các quy định hợp pháp. Trong cuộc họp báo ở Kim Môn ngày 22 tháng 2, phía lực lượng tuần duyên Đài Loan khẳng định tàu Trung Quốc đã mất thăng bằng và lật úp sau khi lắc lư để tránh bị kiểm tra. Đài Loan cũng kêu gọi Bắc Kinh cho thời gian điều tra sau khi văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc lên án điều mà họ gọi ứng sự thô bạo và hành động phớt lờ sinh mạng đầy ác ý của Đài Bắc. Đài Loan đã bảo vệ thành công của mình bằng cách nói tàu Trung Quốc đi vào vùng biển cấm, trong khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động tuần tra, thực thi pháp luật trong khu vực, theo Reuters. Mỹ cảnh báo Iran hậu quả nếu chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói ngày 22 tháng 2, phía Iran đã nêu họ sẽ chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga. Chúng tôi không có lý do để tin họ sẽ không làm như vậy, nếu họ thực hiện, tôi có thể đảm bảo cộng đồng quốc tế sẽ có phản ứng nhanh chóng và mạnh tay. Ông Kirby đề cập bài viết ngày 21 tháng 2 của Reuters, trong đó hãng dẫn các nguồn tin từ Iran cho biết nước này đã cung cấp lượng lớn tên lửa đạn đạo cho Nga. Các chuyến hàng bắt đầu được gia vào đầu tháng 1 và còn tiếp tục trong những tuần tới, theo các nguồn tin. Nhà trắng chưa có bằng chứng xác thực thông tin. Về phần mình, chúng tôi sẽ đưa vấn đề ra hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Kirby bổ sung. Mỹ sẽ áp thêm lệnh trừng phạt với Iran phối hợp với đồng minh và đối tác tại các khu vực để triển khai thêm biện pháp đối phó. Giới chức Nga, Iran chưa bình luận. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng cấm Iran xuất khẩu một số tên lửa, máy bay không người lái UAV và công nghệ quân sự, nhưng các hạn chế này đã hết hạn từ tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Mỹ và liên minh châu Âu vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa đạn đạo Iran. Mỹ còn cáo buộc Iran đã cung cấp cho Nga lượng lớn UAV, bom dẫn đường và đạn pháo mà Moscow đang sử dụng trong chiến sự ở Ukraine. Iran khẳng định chỉ cung cấp UAV cho Nga trước khi chiến sự nổ ra. Nga cũng tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa tập kích Ukraine. Ông Putin ủng hộ ông Biden tái đắc cử bất chấp bị công kích. Tại một sự kiện vận động gây quỹ tranh cử ở California hôm 21 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát ngôn bị cho là xúc phạm nhà lãnh đạo Nga Putin. Khi được đề nghị bình luận về việc này, ông Putin nói: "Khi bạn hỏi tôi ưu tiên của chúng tôi đối với Tổng thống Mỹ tiếp theo, tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai, nhưng đối với chúng tôi, đối với Nga, ông Biden tốt hơn. Phát ngôn của ông ấy cho thấy tôi đã đúng." Chủ nhân điện Kremlin giải thích thêm đó là phản ứng thích hợp với những gì tôi đã nói. Chúng tôi hiểu những gì đang diễn ra ở đó, xét về mặt chính trị nội bộ. Trước đó, Điện Kremlin mô tả những phát ngôn của ông Biden làm hạ thấp giá trị của Mỹ. Việc Tổng thống Mỹ sử dụng ngôn ngữ như vậy để chống lại người đứng đầu một quốc gia khác khó có thể xâm phạm đến Tổng thống của chúng tôi, nhưng nó làm mất giá trị của những người sử dụng từ ngữ như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Atonov cho biết, Đại sứ quán Nga đã trao công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ để phản đối những phát ngôn thái quá và không thể chấp nhận được của chủ nhân Nhà Trắng. Nhà ngoại giao Nga nói, những lời công kích kiểu này sẽ còn xuất hiện khi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đến gần hơn. Nga đang áp đảo Ukraine về cả quân số lẫn trang bị. Khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ ba, lữ đoàn 59 của Ukraine đang phải đối mặt với một thực tế ảm đạm. Họ thiếu thốn nhân lực lẫn đạn dược để chống lại quân đội Nga. Một chỉ huy trung đội có biệt hiệu là Tiger ước tính rằng lữ đoàn chỉ còn khoảng từ 60 đến 70 quân số tính từ khi bắt đầu xung đột. Số còn lại đã tử vong hoặc bị thương hoặc giải ngũ vì những lý do như tuổi tác hoặc bệnh tật. Thương vong nặng nề cộng với điều kiện thời tiết cực đoan ở mặt trận phía đông đã phần nào tàn phá sức khỏe của những người lính. Một đại đội trưởng trong lữ đoàn cho biết, thời tiết chỉ là sự lặp lại của mưa và tuyết. Họ đã mắc bệnh cấm hoặc đau thắt ngực và phải dừng việc chiến đấu một thời gian mà không có ai thay thế. Chính vì vậy, vấn đề trước mắt nhất ở mỗi đơn vị là thiếu nhân lực. Khi cuộc xung đột bước vào năm thứ ba, Nga đang ở thế thượng phong trong một chiến dịch quân sự đặc biệt kết hợp với chiến đấu tiêu hào trên chiến hào. Điều này phần nào gợi nhớ đến Thế chiến thứ nhất, nhưng hiện tại là chiến tranh công nghệ cao đưa hàng chục nghìn cổ máy lên bầu trời. Moscow đã đạt được một số thành tựu trong thời gian gần đây và tuyên bố giành chiến thắng lớn vào cuối tuần trước khi nắm quyền kiểm soát APFK ở khu vực phía đông Donetsk. Người phát ngôn của lữ đoàn xung kích riêng biệt số 3, một trong những đơn vị cố gắng giữ thị trấn, cho biết quân phòng thủ đông hơn rất nhiều, lên tới 7 chọi 1. Theo Reuters, Mặc dù có động lực để chống lại sự tiến công của Nga, nhưng đối với Ukraine luôn tồn tại những thách thức lớn trong việc cầm chân đối phương, nhất là sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây có dấu hiệu chậm lại, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một chỉ huy khác của Lữ đoàn 59 đã mô tả các cuộc tấn công không ngừng nghỉ bởi các nhóm từ 5 đến 7 binh sĩ Nga, những người sẽ xung phong tới 10 lần một ngày trong các cuộc tấn công như xây thịt. Dù điều này một mặt gây ra những tổn thất lớn với người Nga, nhưng cũng là mối đe dọa lớn đối với quân đội của Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Hariliuk cho biết, Ukraine buộc phải phòng thủ do thiếu đạn pháo và tên lửa. Trong một phản hồi, ông Ivan viết, nếu việc viện trợ quân sự thiết yếu ngày càng chậm trễ, tình hình trước mắt sẽ ngày càng khó khăn đối với chúng tôi. Kiev phụ thuộc rất nhiều vào tiền và thiết bị từ nước ngoài để đáp ứng cho nhu cầu hiện tại trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài. Tuy vậy, 61 tỷ đô la Mỹ viện trợ của Hoa Kỳ đang bị mắc kẹt do các cuộc tranh luận chính trị ở Washington. Một người lính phục vụ trong đơn vị pháo phóng loạt Grad có ký hiệu là Scorpion cho biết, bệ phóng đang được sử dụng loại đạn từ thời Liên Xô mà một số đồng minh của Ukraine nắm giữ, hiện đang hoạt động ở khoảng 30% công suất tối đa, không có nhiều đạn dược từ nước ngoài. Người lính này cho biết, Pháo binh cũng đang thiếu nguồn cung do các nước phương Tây không thể đáp ứng được nhịp độ cho một cuộc xung đột kéo dài. Ngoài việc Mỹ tạm dừng nguồn cung, EU còn thừa nhận rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3 tới. Michael Kopman, một thành viên cấp cao và chuyên gia quân sự Nga tại tổ chức Carnegie vì hòa bình quốc tế, ước tính rằng tốc độ bắn của pháo binh Nga gấp 5 lần so với Ukraine. Kopman nói thêm, Ukraine không nhận được đủ lượng đạn pháo để đáp ứng nhu cầu phòng thủ tối thiểu và đây không phải là một tình huống khả quan trong tương lai. Moscow hiện kiểm soát gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà nước này sắp nhập vào năm 2014. Chiến tuyến của cuộc xung đột hầu như không thay đổi suốt 14 tháng qua. Các quan chức Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang của nước này có số lượng khoảng 800.000, trong khi vào tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh tăng cường lực lượng của Nga từ 170.000 quân lên 1,3 triệu. Ngoài quân sự, chi tiêu quốc phòng của Moscow cũng vượt trội so với Ukraine. Vào năm 2024, Nga đã dành 109 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực này, hơn gấp đôi mục tiêu của Ukraine là 43,8 tỷ đô la Mỹ một đạo luật mới nhằm huy động thêm 450 đến 500.000 người Ukraine đang dần được thông qua bởi quốc hội. Nhưng với một số binh sĩ trên chiến trường, một lượng lớn quân tiếp viện dường như vẫn đang là một hy vọng xa vời. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostam Umerov gần đây đã gọi sự thiếu hụt đạn pháo của Ukraine là vô cùng cấp bách. Ông đã có bức thư gửi tới Liên minh châu Âu và kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia cần hành động nhiều hơn để tăng cường nguồn cung. Theo tờ Financial Times, Nội dung bức thư đã nêu rõ yêu cầu tối thiểu hàng ngày của Ukraine là 6.000 quả đạn pháo, nhưng lực lượng hiện tại của Ukraine chỉ có thể bắn 2.000 quả mỗi ngày. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.